Anh bắt đầu thích vẽ tranh từ khi nào? Khi còn nhỏ, trong số những lớp học năng khiếu nhàm chán mà cha mẹ đăng ký, tôi thích nhất là lớp học vẽ. Bởi vì cha tôi nói tôi vẽ rất đẹp. Xem tranh con vẽ, xem tranh con vẽ nè. Sao hả ba? Khá lắm, ngạn xin, nhà chúng ta rất có thiên phú. Nói không chừng sau này sẽ là một họa sĩ rất giỏi. Họa sĩ. Họa sĩ sao? Tương lai mình sẽ trở thành một họa sĩ. Sau đó trong nhà có người khác đến, là gì? Là anh trai. Anh trai rất ngoan, nhưng vẫn luôn gầy gò ốm yếu, cho nên cha đặc biệt quan tâm và chăm sóc anh ấy. Bữa tối nấu mấy món tiểu diễn thích ăn. Đi, gì ấy vậy? Tôi nhớ món đó thịt lợn sốt tỏi. Thằng bé thích ăn. Mất đi sự quan tâm của người đó, tôi cũng không còn động lực vẽ tranh. Tôi không đến học lớp học vẽ nữa. Học bút chì màu phủ bụi ở trong góc, lúc tiểu học cũng bị dứt bỏ khi dọn nhà. Nhà vệ sinh. Có đôi lúc tôi cảm thấy ba người họ mới là một gia đình thật sự. Tôi giống như một vị khách sống ở trong nhà. Bọn họ không muốn anh trai quá mệt mỏi vì chuyện công ty, bèn quyết định tôn trọng nguyện vọng của anh ấy. Đưa anh ấy ra nước ngoài học chuyên sâu về môn nghệ thuật mà anh ấy thích. Cha, con muốn học quản trị nhà hàng và ẩm thực kiểu Âu. Ngạn xuyên, con tạm thời đặt sở thích và đam mê sang một bên. Chờ quá mấy năm giải quyết ổn thỏa chuyện công ty rồi. Đến lúc đó, muốn đầu tư mở bao nhiêu nhà hàng kiểu Âu, kiểu Trung gì cũng được. Khoan đã, anh muốn mở nhà hàng. Kết quả là vẫn phải gánh vác trách nhiệm quản lý mặt thị. Vậy chắc là anh ghen tị với anh trai của mình lắm vậy. Anh ấy luôn có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Nhưng tôi thì không được. Nếu đã thích thì đừng từ bỏ chứ. Anh nấu ăn đã ngon lắm rồi. Còn vẽ tranh anh cũng cũng anh cũng dù sao tôi rất thích xem cho này. Đây là thư giới thiệu, nếu như sau này còn có công ty yêu thích, thư này sẽ bớt được không ít phiền phức.
Vậy tạm biệt. Chào. Có phải đang hẹn hò với nặc nặc nhà gì không? Chúng cháu không có hẹn hò. Nếu được như vậy thì tốt rồi. Nhưng rất tiếc chỉ có cháu yêu đơn phương mà thôi. Cậu ấy đã cho tôi hiểu tình yêu không phải là trò chơi dành cho người dũng cảm. Có đôi khi lấy hết can đảm bước ra một bước, thứ nhận lại có thể là sự trừng phạt. Chẳng có sự công bằng nào cả, chỉ có tự làm tự chịu. Bức tường chắn ngang trong tim một người không bao giờ có thể dỡ bỏ chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng tôi cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc tình cảm của chính mình. Ngay cả khi trở thành như hiện tại, tôi cũng sẽ yêu cho đến khi không còn yêu nữa. Đây chính là điều duy nhất tôi có thể làm. Con về rồi. Có ai không? Có ai không? Có. Tiêu nặc. Ồ, mẹ ở đây à? Sao con lại quay về? Không cần đi làm sao? Ăn chuyên dịch với xài sống. Con không làm nữa, con sẽ ở nhà một thời gian, nên về đây giúp mẹ trong tiệm. Thôi, ăn chuyên dịch. Cảnh này sao có vẻ quen thuộc thế nhỉ? Thế nào hả mẹ? Có thêm một người giúp đỡ không tốt sao? Không cần trả tiền lương cho con rồi. Mau thay về đi, sàn nhà vừa mới lau xong, đừng có đạp lên dơ. Mẹ có thể dịu dàng một chút không? Mẹ, sao mẹ không hỏi con tại sao nghỉ việc? Mẹ hỏi rồi con chịu nói cho mẹ sao? Lần trước quay về chẳng phải cũng không chịu nói gì hết. Nhấc chân. Ít nhất lần này quay về vẫn còn nguyên dạng, trên mặt không có vết thương. À, thật ra lần trước là bởi vì chia tay. Không nói cho mẹ là gì. Là vì con quen bạn trai. Vậy à? Mẹ, con nói con quen bạn trai đó. Con và bạn trai này sinh mâu thuẫn nên mới trở nên như vậy. Có gì chúng ta có thể từ từ nói. Rốt cuộc là tên nào đã đánh vào mặt con trai mẹ tới mức đó? Ê. Từ nhỏ mẹ đã dạy con là người khác đánh con thì phải con phải đánh trả. Con có đánh lại hay không? Chính xác.
mà nói thì con là người ra tay trước. Thế thì tốt, ở bên ngoài không thể để cho người ta bắt nạt, biết chưa? Khoan đã, bình thường cha mẹ nghe thấy con trai cơm út phản ứng như vậy sao? Lòng con không hiểu gì hết. Con trai mẹ hình như thích người cùng giới. Mẹ đã ngạc nhiên về chuyện này từ mấy năm trước rồi. Bây giờ cũng tiêu hóa gần hết rồi. Chỉ cần con thích là được. Điều duy nhất khiến mình đau buồn là tại sao nó chưa từng nói với mình. Lẽ nào trong mắt nó mình không phải là người đáng tin cậy sao? Mẹ hỏi thằng con chẳng phải là được rồi. Tốt là cảm ơn con đã bằng lòng kể những chuyện này với mẹ. Nhưng mà mẹ phát hiện từ khi nào? Từ nhỏ tới lớn không thấy con chơi thân với bạn nữ nào. Mỗi lần Tiểu Vũ nói đến các bạn nữ trong trường, con đứng bên cạnh luôn thờ ơ như người xuất gia thanh tâm quả dục. À, ra là vậy. Đúng thật, hình như từ tiểu học đã không có hứng thú với nữ sinh. Nhưng mẹ chính thức bắt đầu nhận ra điều này. Lẽ nào kỳ nghỉ hè lớp 10 có một buổi tối mẹ mang đồ ăn khuya cho con? Đã ngủ rồi à? Đặt lên bàn cho nó vậy. Ồ, thằng nhỏ cuối cùng cũng lớn rồi. À, không đúng sao lại? À, không phải chứ. Được rồi, đừng nói nữa. Con về phòng sắp xếp hành lý đây, ăn cơm gọi con. Ừ. Alo, tháng sau có đoàn đi du lịch châu Âu, do con gái ông Dương dẫn đoàn, có thể giảm giá 50% cho chúng tôi. Chị đi chơi chung không? Thế thì tốt quá, đăng ký cho tôi nhé. Được được, nhưng mà phải đi nửa tháng, không có chị trông tiệm ổn không đó. Sao mà không ổn, có con trai tôi đấy. Con trai chị biết nấu mì thịt bò à? Không cần đầu bếp cũng được ha. Tôi biết một cậu thanh niên rất muốn mở tiệm ăn, tay nghề cũng rất khá. Để tôi hỏi xem cậu ấy có thể đến giúp đỡ tiệm mấy ngày được không? Thư giới thiệu, chỉ là không biết cậu ấy có đồng ý hay không. Sao tôi lại ngủ quên nè? Thật là anh cũng không gọi tôi dậy. Gọi rồi, cậu ngủ say như lợn chết. Mắng ai đó?
Bé Sam, có phải biểu cảm của nó hơi kỳ lạ không? Nó bị sao vậy? Không biết. Giờ rồi anh đã làm gì? Thời gian không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.